Trước vòng 8, Girona là hiện tượng tại La Liga mùa năm 2023 đến năm 2024. Dù bị đánh giá là một trong những đội yếu nhất giải nhưng họ bất ngờ thi đấu thăng hoa, bất bại 7 trận và xếp trên cả Real Madrid. Chính vì thế, nhiều người dự đoán chuyến làm khách trên sân Montilivi sẽ mang đến nhiều khó khăn cho các học trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, kèn trắng vẫn cho thấy đẳng cấp ở những trận cầu quan trọng. Hàng tiền vệ với Toni Kroos, Tuameni, Balde và đặc biệt là giúp Bellingham giúp đội khách áp đảo Girona về số cơ hội tạo ra ngay trong hiệp 1. Họ liên tục dồn bóng về hai biên, tận dụng tốc độ trên hàng công của các tiền đạo để đặt khung thành của thủ môn Paolo Gazzaniga vào tình trạng báo động. Thành quả cũng đến với Real Madrid ngay trong hiệp 1. José Lu duy trì phong độ cao bằng pha lập công đẹp mắt ở phút 17. Đến phút 21, Tuameni mang về bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Real Madrid. Có hai bàn dẫn trước, Real Madrid bất ngờ nhường thế trận cho Girona. Đội chủ sân Montilivi cũng thi đấu nỗ lực và phần nào đó khiến hàng thủ Real Madrid vất vả chống đỡ. Girona dứt điểm 13 lần, ít hơn một cú dứt điểm so với Real Madrid, nhưng các cơ hội đều bị bỏ lỡ đáng tiếc. Trong lúc họ bế tắc, Jude Bellingham đã mang về bàn ấn định tỷ số 3, không cho Real Madrid ở phút 71. Đáng chú ý, đây là bàn thắng thứ 6 trong 7 trận ra sân của tiền vệ người Anh mùa này. Đồng thời, Jude Bellingham cũng vươn lên dẫn đầu danh sách vô phá lưới khi hơn Lewandowski của Barca một bàn. Những phút còn lại, thẻ đỏ của Nacho ở phút 90+4 là điểm nhấn duy nhất của trận đấu. Chiến thắng 3-0 ngay trên sân của đối thủ giúp Real Madrid leo lên ngôi đầu với 21 điểm sau 8 trận, hơn Barca 1 điểm.